Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì em test cái con này là con Onkyo 705X cho các anh đào đang hỏi con này nhá. Đây. Đang 705X đấy nhá. Con này thì là hàng người nói chung thì hàng đẹp. Có tội là em chưa lau chùi thôi. Đấy, chưa lau chùi đi thôi. Cái này về anh lau thêm nhá. Đấy, cái này nó là vết bẩn thôi nhá. Còn về tổng thể vỏ bên ngoài này, hàng ok luôn nhá. Vì mấy con này thì em bán là chủ trương, chủ yếu là trưng bày nên là em cũng 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 ấy, thì thôi anh về anh lau giùm em nhá. Ở đây con này thì đây, ở đây em có một con này thôi, đây là em đặc series luôn này, 5229 nhá. Con này thì là quý vị có thể nhìn thấy nó có hai đường digital out, tức là hai đường quang out, một đường AV out để mình kết nối với cả âm đi để mình nghe nhạc nhé. Cái này thì thi thoảng các anh về nghe chơi CD vui vui cũng được. Đây thì con này nói chung khi em test thì ở đây là CD vẫn đang đọc ok. Đĩa tự ghi nhá, tất nhiên đĩa tự ghi này là cũng là đĩa nó cũng 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 phôi khá tốt đấy, không phải là phôi ấy đâu. Nên các anh về dùng thì em hay dùng cái này để em test thử các cái đĩa xem là nó đọc hay không. Đó, còn đâu là về nhà các anh ấy, tốt nhất là các anh nên dùng cho em những các cái đĩa xịn một tí xíu đấy, thì là nó sẽ bền cho cái đầu này hơn đấy. Mặc dù em bán trưng bày là em cũng xin nói rõ là em bán trưng bày là em không bảo hành với cái đĩa CD ở đâu, nhưng mà đấy em cũng có một cái lời khuyên như vậy cho các anh đấy. Đấy, CD này anh chạy nhá, hai bên tiếng này ok chưa. Cái này là có khá nhiều chế độ display khác nhau nhé, hiện giây này, đếm ngược này, rồi đếm tổng bài này, nick bài này biết ở bên này nhé, các phím vẫn chạy ok này, power này, play này. Stop này. Ở đây này, các nút là ok nhé. Nách bài mà nhận nhanh như này là mắt biết là cũng thuộc dạng có ok luôn nhé. Ok nhá. Đấy thì con 705X này là vẫn chạy ok. Đấy thì giá con này là đi đáng lý ra là nó khoảng tầm, nếu như mà hàng cứ chạy như thế này ấy, nó phải hơn triệu đấy. Mà thôi em bán con này là theo mục đích là để trưng bày nhá, và sẽ không bảo hành CD, em nói rõ luôn. Đây là 750.000. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhá. Vâng, xin chào quý vị. Vâng. À, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhá. Vâng, xin chào các anh.